Xin chào anh chị em nha, hôm nay giới thiệu với anh chị em mình một cái cặp Casio Project anh em ha, một cái phiên bản rất là cao cấp của nhà Casio này nha. Hai chiếc này đều hàng cổ hết em, nhưng mà được cái đồ mới nó còn rất là ok này nha. Project về thường đa số nó hay cũ lắm anh em ha. Một chiếc em bán 400 ngàn, chiếc em bán 750 ạ. Ok, em đi vào giới thiệu chiếc đầu tiên luôn nha. Cái chiếc này thì cái dây nó thì dây không có đúng đời em ha, cái dây là dây cũng của Casio luôn, dây xịn lắm, nhưng mà dây là của BBG em nha. Chiếc này về nó cũng thuộc loại dây dây luồn giống vậy em ha, cái màu nó cũng khá giống vậy nè. Em lựa một sợi dây nó tương đối là ok để mình thay vô ha. Chiếc này nó cũng khá là nhiều chức năng, có auto light này, về nên cứ bật lên nha, đèn thì sáng lắm. Nó có đọc nhiệt độ về này em ha, nhiệt độ hiện tại là 29.7 em nha, ngày tháng thứ đầy đủ hết nè nha. Đó. Nó có cái gì mà km nữa nè em ha. Đó. Mình về mình nghiên cứu cái thermal truck. Thermal là cái nhiệt độ, còn cái truck này là cái gì đó về anh em mình tìm hiểu á. Nó có cái chữ đó nó viết đâu đây nè. Đó. Đầy đủ nhiều chức năng lắm nè, rất là nhiều chức năng luôn. Thứ ngày tháng năm đầy đủ rồi. Size này, size này là tuy nó không có nhỏ, mình đo ra tới 40, nhưng mà nó là một cái size mini của dòng Project anh em ha. Project thường làm size bự anh em nha. Mẫu mini này thì nó ít hơn ạ. Em bán giá 400 ngàn thôi nha. Mình đeo thì mình mở này ra ha. Đeo vào tay mình dán này lại và mình móc cái này lại luôn. Mình gài cái này vô ạ. Chiếc này 400 ngàn ạ. Dòng này cũng nói chung mấy cái chiếc Project thì nó cũng khá là hiếm anh em nha. Đặc biệt chiếc này mặt còn đẹp lắm ha, không có bị quá là trầy xước anh em nha. Đèn đuốc cũng sáng ha. Ok, chiếc số 1. Chiếc số 2 dòng này thì cao cấp hơn anh em ha. WWF. Dây này thì rin hết nha. Chiếc này thì rin hết tất cả anh em ha. Nó cũng khá là nhiều cái cảm biến ở đây anh em nha. Ở đây thì nó có một cái cảm biến nhiệt độ, một cái cảm biến này hình như là áp suất hay độ cao gì đó về, nên mình tìm hiểu giùm em nha. Nó có đọc nhiệt độ về nè. Cái nút mode này vẫn bấm bình thường mà em bấm hơi mạnh tay tí xíu nha nè. Nó không có kẹt, nhưng mà cảm giác nó không phải là bấm nhẹ giống như những cái chiếc này, nó không có hề kẹt đâu nha. Bấm này đọc nhiệt độ này, bên đây có cảm biến là hai cảm biến nha. HBA, MB, cái thông số gì đó em chưa tìm hiểu kỹ anh em nha. Mới lắm anh em, một chiếc này hàng cổ mà đồ mới còn rất là ok luôn anh em á. Quá trời đẹp luôn, ngầu lắm. Mình tay chiếc này xuất sắc luôn. Tuy em cái tay em nhỏ, nhưng mà đeo những cái mẫu thể thao đeo lớn lớn vậy nó hay ha. Càng 56 này là 50, 50 56 đèn nữa này, bên trong có hình con tê giác này nha. Đeo chiếc này cũng giống giống với chiếc chiếc project nhỏ kia này, mà thiết kế dây giống nhau, gài vô à, bóp lại cổ tay nào đeo cũng được anh em nha. Chiếc này bán 750 ạ, phiên bản khá là ít gặp của project anh em ha. Anh em thích mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha, liên hệ em số điện thoại 0766 362 039 nha. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều, hẹn anh chị mình ở cái clip tiếp theo. Em chào cả nhà nha.